Dublin yesterday. Found myself in the city near Piccadilly. Don't really know how I got here. I got some pictures on my phone. New names and numbers that I don't know. Address to places like Abbey Road. Day turns to night, night turns to whatever we want. We're young enough to say, oh, this has gotta be the good life. This has gotta be. Hôm qua đi nhắm thiếu niên, mấy anh chị nói đọc kinh thánh ít lời quá. Hôm nay định đọc kinh thánh để bù lại cho những lần trước. Mình sẽ bắt đầu đọc từ đây. Hôm nay là ngày 21 rồi. Nếu bắt đầu đọc từ đầu tháng thì phải đọc bù lại 21 ngày. Sau đó nói đây à, mình sẽ đọc bù lại ngày hôm qua. Vẫn được tiếng là có đọc bù. Coi hôm qua là bài gì đây. Mà sao phân đoạn kinh thánh này dài thế chứ? Phân đoạn kinh thánh dài như vậy thì đọc bây giờ mới xong. Mấy ông viết bài này không muốn cho mình suy gẫm kinh thánh mà. Thôi để tối đi, tối sẽ có nhiều thời gian hơn. Tối mình sẽ đọc. Chúa ơi, tối nay con sẽ đọc kinh thánh trở lại. Xin Chúa giúp con để con đọc và hiểu. Nhưng chắc con khỏi đọc ngày hôm qua, con sẽ đọc bài hôm nay thôi. Con cảm ơn Chúa. Hi hi, dù sao có đọc cũng là đã là một bước tiến rồi mà. Đi học về rồi, đã quá. Con đi nước cái đã. Kinh thánh thôi à, phải lấy mấy cái đồ dự trữ coca nè, lấy khát nước lắm. Bánh đọc kinh thánh vô cùng tốn calo và suy nghĩ nhiều lắm. Ủa là có kinh thánh đâu ta? Ủa sáng mới để đây mà kỳ gì không biết nữa. Nice. Gì vậy? Mày làm gì đó? À, tao đây kiếm đồ. Nhiên đá tao. Đồ ăn ngon hả? Cái gì mà ăn? Đồ tao dự trữ, lấy nữa đọc kinh ăn. Không đọc, học bài. Tao nghe từ kinh. Nghe từ kinh ớt ớt sao mày? Mày tin Chúa hả? Ừ, tao tin Chúa. Thật ra là để lấy mấy này để lấy đọc kinh thánh đó mà. Tại đọc kinh thánh nặng lắm. Rồi. Có mấy cái này. Tao rủ mày chơi cái này hay đúng không nè. Thế gì chơi? Cái gì? Chơi kinh đi. Ồ, trò hay lắm. Tao hứa với Chúa là tao phải đọc rồi. Giờ sao chế? Làm cho Chúa buồn lắm. Bỏ kinh thánh đi. Chơi thì chút về đọc lại. Được không ta? Mà lỡ hứa rồi nè. Mày hứa với ba mẹ với thầy cô với tao. Ít hứa thì sợ quê. Còn hứa với Chúa có ai biết mày hứa đâu. Chơi đi. Chắc không ạ? Dạ. Chắc nha. Ừ. Có gì chịu trách nhiệm nha. Ừ. Chịu đi. Ê. Đem em ăn nước. À, tí nữa quên. Con ơi, con học bài chưa con? Dạ, con học rồi. Học rồi thiệt không? Dạ thiệt. Con ngoan vậy, vậy giờ con đọc kinh thánh đi nha, con yêu dấu của mommy. Vâng, con biết rồi, con đang đọc. Con ngoan thiệt đó.
hỏi con trai ta hãy bỏ việc chơi game mà đi đọc Kinh Thánh đi. Thôi, đang chơi mà, chơi tiếp đi, sắp lên level rồi, bỏ giờ uổng lắm á. Không lẽ việc chơi game lên level đó quan trọng hơn việc đọc Kinh Thánh sao? Đọc Kinh Thánh có rất nhiều bổ ích chứ bộ. Có nhiều bài học đáng để con áp dụng vào đời sống của mình. Đọc Kinh Thánh là cái gì? Ờ, chơi là mạng sống mà, mình chơi mình bán được cái trăm triệu lận. Chơi tiếp đi, tự nhiên cái giờ bỏ làm chi? Sắp lên rồi. Con không nhớ lời hứa, hồi sáng con đã hứa với ta sao? Con đã cầu nguyện nói gì với ta? Giờ con lại bỏ bê việc đọc Kinh Thánh mà đi chơi game như vậy. Thầy Chúa, giờ này con biết con có lỗi với Ngài. Và xin Ngài cũng tha thứ cho mọi vi phạm trong đời sống của con. Và xin Chúa cũng cho con có thể dành nhiều thời gian hơn cho Chúa để con có thể yêu Ngài hơn. Và Chúa cũng giúp con đắc thắng mọi cám dỗ để con có thể đến gần với Chúa hơn, để đời sống của con sẽ vinh hiển danh Chúa, và qua con nhiều người có thể biết được đến danh Ngài. Con nhân danh Chúa Jesus. Amen.